Của đài AVA băng tần 57.7. Và ngày hôm nay thì Hà Vi và chú Thế đang có mặt tại nhà hàng Golden Sea. Và chú ơi, hôm nay mình tới đây làm gì nhỉ? Chào Hà Vi, cô MC duyên dáng của đài AVA 57.7. Chào Lưu Trường, người phóng viên năng nổ lúc nào cũng dắt máy đi săn hình và phóng sự, đem đến những cái clip video cho đài AVA 57.7. Chào cô Ngọc Nữ và ban giám đốc đài, chào quý khán thính giả của đài AVA 57.7. Hôm nay thật là hân hoan được đứng trước cổng của nhà hàng Golden Sea Restaurant, một nhà hàng rất là nổi tiếng ở đây, thường tiếp đón cộng đồng sinh hoạt. Và hôm nay có Cha Khải, một diễn giả chính ở trong chương trình Quỹ Lạo cứu trợ tri ân thương phế binh. Buổi lễ hôm nay do cơ sở Hy vọng tổ chức, do anh Lê Tinh Thông, anh Đức Luận, anh bác sĩ Cường và anh Thomas Thành đứng ra tổ chức. Và theo như mỗi năm, năm nào cũng có một cái buổi tổ chức thành công, và cái số tiền có thể thâu lên đến vài trăm ngàn và giúp đỡ cho các thương phế binh qua chương trình của các cha dòng chú cứu thế Sài Gòn. Wow, tuyệt vời quá thưa quý vị. Và quý vị ơi, thời tiết hôm nay rất là đẹp, và bây giờ mới sớm lắm, chỉ có mới có 4-5 giờ chiều thôi, thì chúng ta hãy cùng vào bên trong để xem buổi tiệc đã chuẩn bị tới đâu. Kính mời quý vị khán giả cùng theo chân chú Thế và Hà Vi đi vào bên trong nhà hàng. Xin chào. Thưa quý vị, và đây là những hình ảnh của những người thương phế binh với những cái hoàn cảnh rất là khó khăn và những cái hậu quả của chiến tranh đã để lại. Thì ngày hôm nay nhớ ơn những người chiến sĩ vì đất nước đã mang thân tàn phế, và với nhóm Hy vọng sẽ đem lại những món quà giúp cho những cái mảnh đời bất hạnh có thêm những cái niềm tin vào cuộc sống. Thì đây là những cái hình ảnh ở bên ngoài nhà hàng Golden Sea, và bây giờ thì chúng ta cùng vào bên trong. Kính chào quý khán thính giả của đài AVA 57.7. Hôm nay được hân hạnh đến đây để tham dự một cái buổi gây quỹ cứu trợ thương phế binh và yểm trợ nhân quyền. Cái buổi lễ hôm nay do cơ sở Hy vọng, và kế bên tôi là anh Nguyễn Đức Luận, là một trong những người tổ chức và điều hành trong cái buổi lễ trong các năm qua rất là thành công. Sở dĩ có sự thành công là có những cái sự đóng góp, có những mạnh thường quân, và đặc biệt là những người nòng cốt, những người ở trong cơ sở Hy vọng như giáo sư Lê Tinh Thông, bác sĩ Vũ Cường, anh Thomas Thành. Và đặc biệt hôm nay đứng trước ống kính có anh Nguyễn Đức Lĩnh. Xin giới thiệu quý khán thính giả của đài AVA 57.7. Dạ. Xin anh gửi lời chào. Dạ, kính chào quý khán thính giả. Chào anh Thế. Dạ. Thì thưa anh Nguyễn Đức Lĩnh, từ đâu ra mà khởi đầu từ đâu, và ý nghĩa của cái buổi gây quỹ hôm nay như thế nào? Xin mời anh Nguyễn Đức Luận. Dạ, dạ thưa quý vị khán thính giả, là năm 2012-13 thì Hòa Thượng Thích Không Tánh đã quy tụ một số anh em thương phế binh về chùa Liên Trì, nhưng mà sau đó thì Cộng sản nó không có cho, do đó thì nó ức hiếp thầy rất là nhiều, với lại nó không cho anh em thương phế binh đến chùa Liên Trì, do đó thầy Không Tánh đã giao cái nhiệm vụ cho các linh mục dòng chú cứu thế. Và chúng tôi khi mà được tin như vậy thì anh em chúng tôi ở hải ngoại lập ra cái chương trình mà yểm trợ anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta qua các linh mục dòng chú cứu thế tại Việt Nam. Yeah. Thật là tuyệt vời, những tấm lòng nhân hậu. Và theo tôi được biết là những năm vừa qua, các đài truyền thông, truyền hình lúc nào cũng hỗ trợ cho cơ sở Hy vọng. Đặc biệt hôm nay có đài AVA 57.7 là một người do chủ trương của ban giám đốc, trong đó có cô Ngọc Nữ khuyến khích đến đây để làm thiên phóng sự và gửi những cái hình ảnh thân thương đến cho tất cả đồng bào và các anh em thương phế binh. Đây là món quà tinh thần mà nếu các anh em đồng đội ở Việt Nam đang nghe và biết được cái sự quan tâm của tất cả mọi người, và xin trong mùa Giáng sinh này xin Thượng Đế, xin Chúa Giêsu hài đồng chúc phúc cho các đồng đội, các anh em thương phế binh. Một lần nữa, tôi cũng muốn hỏi trước khi mình chấm dứt cái cuộc phỏng vấn ngắn ngủi này, xin anh Nguyễn Đức Luận cho biết là cái mục đích và cái hy vọng trong cái buổi lễ hôm nay, và trong buổi lễ hôm nay, cái người diễn giả chính của ngày lễ hôm nay là ai,
và anh hy vọng cái buổi lễ hôm nay diễn ra như thế nào? Dạ, thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi là những cái người mà lập ra cái cơ sở hy vọng trong mục đích là giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời cũng giúp cho những tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Và ngày hôm nay là một cái buổi giống như là đại hội chúng tôi gây quỹ giúp thương phế binh cũng như là giúp nhân quyền. Mà đặc biệt hôm nay có Linh Mục Nguyễn Văn Khải là một linh mục bên Roma qua đây. Ngài là cái người đã khuyến khích chúng tôi thành lập cái quỹ này. Và tiếng nói của Ngài đối với tất cả anh chị em cũng như đồng bào hải ngoại rất là có giá trị. Do đó, ngày hôm nay, Ngài sẽ đến đây và nói chuyện với tất cả quý khán thính giả ngày hôm nay cũng như là đồng hương tụ họp nơi đây. Thì chúng tôi là những cái người mà trong cái cơ sở hy vọng rằng chúng tôi sẽ đạt được một số kết quả tối hôm nay. Và chúng tôi rất là cảm ơn Đài 57.7 đã hỗ trợ chúng tôi. Và chúng tôi ước mong rằng trong tương lai, quý đài cũng hỗ trợ những công tác của chúng tôi để ít ra anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là những cái người năm nay cũng đã tuổi đã lớn rồi và cái cuộc sống của họ cũng không còn bao lâu nữa, và họ là những người đã đổ xương máu ra để bảo vệ miền Nam cũng như bảo vệ cho tất cả đồng bào của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta hưởng được những cái sự mà gọi là bao bọc của Hoa Kỳ cũng là nhờ cái công lao của những anh em chiến sĩ. Họ đã đổ máu ra, họ đã đổ tất cả những cái hy sinh của họ, thì chúng ta cũng nên có một cái lời cảm ơn họ. Yeah. Cảm ơn anh Nguyễn Đức Lượng. Dạ vâng. Thay mặt cho đài AVA 57.7, thành thật cảm ơn anh và xin Chúa chúc lành cho anh, và xin Chúa chúc lành cho buổi đại hội hôm nay được thành công mỹ mãn, và các anh em đồng đội ở Việt Nam, người thương binh xấu số Việt Nam bị xã hội ruồng bỏ được tiếp nhận những món quà về vật chất lẫn tinh thần. Xin chào anh Nguyễn Đức Lượng. Dạ, cảm ơn anh Thế, và cảm ơn quý vị thính giả cũng như cảm ơn hai anh chị trong đài 57.7. Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hà Vi đang có mặt ở bên trong nhà hàng Golden Seafood, và ngày hôm nay là có một cái chương trình của Cha Khải diễn giải và ủng hộ cho những thương phế binh với hoàn cảnh khó khăn. Và ở đây thì Hà Vi có gặp mẹ con của cô Nga và bác Đoàn Tuyết. Bác và cô Nga là hai người là luôn ủng hộ những cái chương trình giúp đỡ cho thương phế binh trẻ em mồ côi của Đài 57.7. Thì con xin chào bác và chào cô Nga. Dạ, tôi chào Đài 57.7. Dạ. Dạ vâng, bác thường xuyên đi tham gia những cái hội mà ủng hộ cho thương phế binh không ạ? Dạ có đó, mỗi lần ở đâu mà tổ chức là tôi cũng có đi hết, tại vì tôi là cũng gia đình quân nhân Việt Nam, thành tôi đi dự những cái buổi tổ chức như thế này. Dạ. Vậy là gia đình mình là cũng là bên Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, và cô Nga thường xuyên đưa mẹ đi tham gia những cái buổi mà giúp đỡ cho những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Và con thấy bác còn rất là trẻ, khỏe và phúc hậu đúng không ạ? Và bác đi như thế này thì bác cảm thấy như thế nào? Rất là vui phải không ạ? Dạ, tôi được hân hạnh đi này, tôi rất là vui mà tôi... xúc động quá, bác rất là xúc động, rất là xúc động. Dạ. Tôi rất thương những anh thương phế binh. Dạ. Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị, bác Đoàn Tuyết rất là xúc động, và khi mà nhắc tới những người lính của Việt Nam Cộng Hòa, nhất là những người mà những cái hậu quả của chiến tranh để lại cho những người thương phế binh, hiện nay họ bị cụt tay cụt chân và sống lắm ở Việt Nam, họ rất là thiếu thốn, thưa quý vị. Con cảm ơn bác đã chia sẻ những cái cảm xúc của mình ngày hôm nay. Được không ạ? Dạ. Tôi luôn luôn nếu mà tổ chức cái này thì lúc nào tôi cũng ủng hộ cho các thương phế binh ở bên ấy, tại vì họ rất là cần mình giúp đỡ họ. Dạ, con cảm ơn bác ạ, và chúc cho bác có thật nhiều sức khỏe nhé. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn đài. Vâng, Hà Vi xin mến chào quý vị khán thính giả của đài AVA 57.7, và Hà Vi đã gặp hai vị khách đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay, và em xin chào hai anh chị. Chào Hà Vi. Dạ. Chào Hà Vi. Dạ. Rất hân hạnh được có mặt với đài 57.7. Dạ, anh chị có thể giới thiệu tên cho khán thính giả biết được không? Mình tên Kim, ông xã tên Albert. Dạ, anh chị có thường xuyên đi tham gia những cái buổi tiệc gây quỹ cho thương phế binh không? Thật ra hôm nay đó là ngày đầu tiên được tham dự trực tiếp ở đây, nhưng mà tụi này đã
theo dõi và đóng góp cho chương trình này cũng hơn 10 năm ở trên đài Lido Sài Gòn Radio đó. Dạ, hôm nay rất là vui và rất là, phải nói là xúc động. Tại vì mỗi lần mà nói đến những anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đó, là cả một một cái ký ức mà mình nhớ lại đó, là rất là xúc động. Và cũng không biết bao nhiêu mà đóng góp cho đủ với sự hy sinh của các chiến sĩ. Dạ vâng, còn anh khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh của những người thương phế binh, họ bị để lại những cái hậu quả sau chiến tranh, thì anh có suy nghĩ gì? Vâng, tôi cũng từng là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì là người lính nên tôi rất thương những người đồng đội. Tôi thấy những thương phế binh đã bị vì chiến tranh mà bị mất chân, mất tay, hoặc là đau khổ vì bị trù dập ở Việt Nam. Chúng tôi rất là thương, luôn luôn tìm cách để mà có dịp là giúp đỡ những người thương phế binh, không ít thì nhiều. Vâng, thưa quý vị, anh chị cũng đã ủng hộ cùng với nhóm Hy Vọng là trên 10 năm rồi. Và thời gian vừa qua thì anh chị cũng đã ủng hộ cho nhóm Tình Thương trên đài 57.7 cho những trẻ mồ côi và thương phế binh của đài AVATV. Vì cảm ơn anh chị và chúc cho anh chị có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô nhà. Cảm ơn Hà Vi, mong Hà Vi có nhiều sức khỏe để tiếp tục làm việc. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Hà Vi xin kính chào quý vị khán giả, và Hà Vi đã có mặt ở bên trong nhà hàng Golden Seafood, và bây giờ có xin phỏng vấn vài khán giả đang tới tham gia chương trình ngày hôm nay. Và em xin chào chị. Dạ, chào chị. Chị tên là gì ạ? Dạ, em tên là Phượng. Chị Phượng. Dạ. Chị Phượng có tại sao chị biết cái chương trình ngày hôm nay mà chị tới? Em được chị Ngọc giới thiệu. Xin chào chị. Chị tên gì ạ? Tên Rosa Nguyễn. Chị Rosa Nguyễn, và sao chị biết chương trình này chị tới? Cái chương trình này thì năm nào cũng có, mình biết là nhờ ở nhà thờ đó, đi lễ đó, rồi ở trong nhà thờ nói. Chị biết là qua nhà thờ. Qua nhà thờ. Dạ. Mình cũng có ở trong cái nhà nguyện cho trường của Diệp đó. Dạ. Mình có đặt hai bàn. Dạ, chị có đặt hai bàn. Vậy thì chị là lần đầu tiên tới chương trình này. Vì năm đó chị có đi rồi không? Dạ, lần đầu tiên tới chương trình này đó thưa quý vị, và chị cảm giác như thế nào? Dạ, em cảm thấy rất là ấm cúng, em cảm thấy rất là thích. Cộng đồng người Việt của mình mà lâu lâu có những cái chương trình như vậy á, những cái quỹ từ thiện như vậy á, thì em cảm thấy là mình nên dành một chút ít thời gian để tới đây để chia sẻ với cộng đồng người Việt của mình. Em cảm ơn hai chị và chúc cho hai chị có thật nhiều sức khỏe nhé. Xin chào. Xin chào quý vị khán giả, và Hà Vi lại gặp thêm hai cô rất là đẹp với những cái bộ áo dài trang phục truyền thống của người Việt Nam. Và Hà Vi xin chào cô tên gì? Cô tên Hoàng Yến. Cô Hoàng Yến, con rất là vui khi gặp cô ngày hôm nay. Cô cũng vui. Dạ. Đến hôm nay cái chương trình rất là ý nghĩa. Dạ. Về thương phế binh. Và em và cô cũng rất là vui khi lại gặp em. Dạ, cảm ơn cô. Tới đây thì Hoàng Yến thấy ai cũng vui vẻ, cũng đẹp hết. Dạ, là cái khâu chuẩn bị của mình là chuẩn bị múa hát không cô? Ban tù ca, hát và hoạt cảnh luôn. Dạ, cảm ơn cô. Hà Vi chào cô đẹp. Xin chào chị. Dạ. Một lần nữa, Xuân Mai xin trân trọng kính chào quý vị của khán thính giả của đài 57.7. Dạ, cô Xuân là Mai, một khán giả rất là quen của đài luôn đó quý vị. Dạ, xin chào anh Son Lê. Dạ. Dạ. Thì thật sự hôm nay chị nói thì là một ngày đầy ý nghĩa, một ngày gây quỹ cho thương phế binh. Và hàng năm, mỗi hàng năm thì cơ sở Công giáo, cơ sở Hy vọng của những người cùng một tôn giáo hay khác tôn giáo cũng luôn luôn đến để ủng hộ và gây quỹ cho các anh em thương phế binh còn kẹt lại ở Việt Nam. Nhất là các anh không có những cái đã đổ biết bao nhiêu xương máu để đánh đổi lấy cái thân xác của mình không còn cái gì nữa. Nên vậy chúng ta mong rằng tất cả mọi người hãy đem lại cho các anh thương phế binh còn lại ở Việt Nam một chút cái gì đó để ấm lòng cho các anh, để thương các anh và luôn luôn giúp cho các anh có những cái tinh thần, những niềm vui để cho các anh luôn luôn nghĩ rằng
ở hải ngoại các anh được mọi người vẫn còn thương mến đến và gửi một chút quà, một chút tấm lòng về cho các anh. Vâng, vừa rồi thì quý vị đã vừa nghe những cái chia sẻ, những cái cảm nhận của những các cô ở đây đang tham gia chương trình. Cô cũng muốn thêm một lời là xin các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thương binh nhớ cho rằng toàn dân Việt Nam không quên ơn các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Cả thương phế binh lẫn chiến sĩ không phải thương phế binh. Dạ. Rồi, xin cảm ơn nhiều lắm. Dạ, cảm ơn cô nhá và chúc cho cô có nhiều sức khỏe. Cả chúng ta... xin chào quý khán giả của đài ABA 57.7. Hôm nay đứng trước nhà hàng Golden Sea có một cái buổi lễ rất là long trọng diễn ra, một buổi lễ tri ân những người thương phế binh và ủng hộ nhân quyền. Buổi lễ hôm nay được sự điều động và thực hiện và hướng dẫn chương trình bởi một người MC lỗi lạc, bác sĩ Trần Việt Cường. Xin giới thiệu với khán thính giả, đây là bác sĩ Trần Việt Cường. Và trước khi bác sĩ Trần Việt Cường có vài lời với khán thính giả, xin hỏi bác sĩ Việt Cường mục đích và ý nghĩa của buổi lễ hôm nay như thế nào? Xin mời bác sĩ Việt Cường. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Mục đích hôm nay là tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh một phần thân thể bảo vệ miền Nam tự do và hiện giờ đang sống một cái kiếp sống rất là nghèo khổ và bị đọa đày tại quê hương. Chúng ta yểm trợ và vinh danh người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời vinh danh chính nghĩa tự do mà chính họ đã bảo vệ và đồng thời yểm trợ những người đang tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam và đang bị nhà cầm quyền và Cộng sản trà đạp. Những cuộc tranh đấu rất là anh hùng. Như kỹ sư Đỗ Nam Hải đã nói là chúng tôi vào nhà tù nhỏ để dân tộc này thoát ra khỏi nhà tù lớn. Chị Bùi Thị Minh Hằng nói chúng tôi nằm xuống cho dân tộc này đứng lên. Chúng tôi chết cho dân tộc này được sống. Những người rất hào hùng tại quê hương Việt Nam. Chúng tôi muốn yểm trợ, vinh danh họ và nhất là các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thưa bác sĩ Trần Việt Cường, thật là hạnh phúc được đứng kế bên Trần Việt Cường. Cá nhân tôi được biết bác sĩ Trần Việt Cường có lòng đấu tranh, có lòng với quê hương dân tộc và đã từng đóng góp cho các công cuộc quỹ lạo, tri ân người chiến binh, đã từng hy sinh, đổ xương máu cho đất nước của mình. Thì thường thì tôi có thường nghe nói là những cái chương trình này là giúp đỡ thương phế binh. Ngày hôm nay tôi đã nghe được chính bác sĩ Trần Việt Cường và cha Nguyễn Văn Khải đã từng nói đây không phải là một đơn thuần giúp đỡ thương phế binh mà là tri ân thương phế binh. Bên ta, bên các anh có ta và đi nốt hết cuộc đời này vì các anh bây giờ đã già nua rồi. Chúng ta không còn thời gian để giúp đỡ và an ủi các anh nữa. Thì cái chương trình hôm nay tôi rất hân hạnh được đến đây để tham dự và cái điều hân hạnh nhất là được đứng cùng chung với bác sĩ Trần Việt Cường, người tôi rất là ngưỡng mộ. Xin bác sĩ Trần Việt Cường có một lời cuối cùng với khán giả trước khi chúng ta có những nhiệm vụ khác. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng rất hân hạnh được đứng bên cạnh một cựu chiến binh, chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những thương phế binh chính là chiến hữu của anh. Và cái giúp thương phế binh không phải chỉ là một nghĩa cử nhưng là một nghĩa vụ, một nhiệm vụ. Và chúng tôi hôm nay chỉ tạo điều kiện để đồng hương đóng góp và chúng tôi biết là đồng hương Việt Nam luôn quảng đại và rộng lòng giúp đỡ các thương phế binh vì chính họ là những ân nhân đã cho chúng ta một thời gian sống tự do tại miền Nam. Chúng tôi xin quý vị tiếp tục yểm trợ và cầu nguyện cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Xin chào quý khán giả của đài ABA và chào bác sĩ MC Trần Việt Cường. Dạ, xin cảm ơn chị. Toàn thể quý vị, sự hiện diện rất đông của quý vị tại thủ đô tị nạn nói lên hào khí của lý tưởng tự do. Quý vị đến đây rất đông trong đêm tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và yểm trợ cho những người đang tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Điều đó nói lên hai điều: quý vị là những người tha thiết yêu quê hương Việt Nam, và điểm thứ hai, chúng ta
là những người Việt Nam mang quê hương trong trái tim. Và trong đêm nay, chúng ta cùng hướng về quê hương Việt Nam. Đồng lòng đi, hy sinh tiếc gì thầm sâu. Kính thưa quý vị, ngày xưa đi đánh giặc nhưng mà quan liêu lắm. Mỗi lần đi đánh giặc là bước lên xe step van trở lại tận máy bay. Lên máy bay ngồi có người cô chiếc bỏ dùm nón lên đàng hoàng trước khi qua cảnh điểm. Phi bộ của chúng tôi thường thường là khi mà máy bay đang bắn trên quỹ đạo và đến khi đáp xuống 1 tiếng 30 phút. Hôm nay tôi đến tôi rất là hoan hỷ nhìn thấy tất cả bà kinh lót đầy hết. Thế là tôi mang cái dù 40 bao, tôi đi từ phía gần đường Brookhurst, mang cái dù 40 bao từ đường Brookhurst đi đến đây để mà gặp quý vị. Như vậy tôi biết là tinh thần của quý vị hãy còn cao lắm, cao vời vợi như núi Thái Sơn. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nào ấm để mà và mong tất cả quý vị có mặt đêm hôm nay. Trân trọng giới thiệu với quý vị diễn giả chính trong đêm nay, linh mục Nguyễn Văn Khải, dòng chúng tôi đến. Cháu xin kính chào các bác. Kính thưa các bác, cháu ở Roma, cháu qua đây hôm nay thấy các bác ở đây rất đông. Một cuộc tập họp phải nói là hiếm có. Đi đây đó có người cứ hỏi cháu rằng cha ở Roma, cha thấy ý thế nào? Cháu luôn nói thế này, hôm qua như hôm nay và mai ngày vẫn thế. Cháu nói rằng cháu ở Ý, ăn cơm Ý, học trường Ý, nói tiếng Ý mà không như Ý. Nhưng mỗi khi đến đây thấy các bác người Việt quốc gia tị nạn cộng sản tụ họp ở đây đông đảo thế này để cổ vũ cho nhân quyền ở Việt Nam, để trợ giúp các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, là cháu lại bảo hôm nay ở đây không phải là nhà Ý, không có cơm Ý, không nói tiếng Ý mà lại như Ý. Thế thì cháu thưa các bác thế này, 4 năm nay cháu mới lại trở lại đây. 4 năm trước cháu có tham dự cuộc hội đêm nhân quyền với các bác thế này. Là lần này trở lại đây, cháu cảm ơn Chúa và cảm ơn các bác. Năm 2020, dịch cúm tàu bùng phát. Sau đó, nó lan truyền khắp thế giới. Gieo chín chết chóc từ tàu sang Ý, sang Mỹ. Cháu đây phải nằm trong bệnh viện 1 tháng, xém chết. Hôm nay có mặt đây với các bác, kể đấy là ơn Chúa lớn. Hồi cháu bị năm 2020, lúc đó chưa có vaccine. Vậy mà mình nằm trong phòng cấp cứu cả tháng. Vậy mà sống được là rất may. Cháu thấy các bác có mặt ở đây, cháu xem báo cháu thấy Mỹ chết nhiều. Vậy mà các bác có mặt ở đây, đấy cũng là cái ơn lớn. Bề trên còn thương các bác, đấy cũng là cái ơn lớn trời ban cho các bác. Vậy thì mình cùng vỗ tay cảm ơn nhau, cảm ơn trời cả. Mình mới thấy sự sống, mỗi một ngày mình sống đúng là một ơn huệ Chúa ban. Cháu đi tu cho thấy mỗi ngày mình sống là một ơn huệ Chúa ban. Thế hôm nay các bác đến đây, các bác không thấy thiên hạ đang dần dần quay đá banh ở bên Qatar. Vậy mà các bác dẹp chuyện đá banh qua một tên bên, các bác đến đây ủng hộ nhân quyền, tri ân thương phế binh. Cháu đánh giá cái hành vi hy sinh từ bỏ này của các bác cao hơn hết. Mà thế này các bác, năm nay cháu theo dõi, cháu không biết đá bóng mà cũng thích bóng đá.
năm nay cháu theo dõi, cháu thấy anh Nhật, anh Hàn đá rất hay. Châu Á, dân đông nhất thế giới, vậy mà chỉ có hai anh nước bé là anh Nhật, anh Hàn, hai anh ở Phần Đạp. Vậy mà anh nó đá rất hay, mà đá thắng cả những anh ở châu Âu. Vậy cháu mới thấy là, à, mấy cái anh Nhật, anh Hàn, đất nước có tự do, có dân chủ, có nhân quyền, và con đất nước phát triển, và con người ta đá bóng hay vậy. Cháu đọc báo mới biết thời xưa Việt Nam Cộng Hòa, thời còn tự do, thời nhân quyền vẫn được tôn trọng. Dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đội bóng của Việt Nam Cộng Hòa đá đâu có kém Nhật, đâu có kém Hàn, có khi còn hơn là khác, có đúng không các bác? Xin chào quý vị khán giả của đài AVA 57.7, và Hà Vi và chú Thế đã gặp được người đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay rồi. Ai đây chú Thế? Thưa quý khán thính giả, thân thương của đài AVA 57.7, chúng ta hân hạnh giới thiệu cha Pedro Nguyễn Nhân Khải, một người mọi người đều ngưỡng mộ, là một người diễn giả chính của chương trình hôm nay, chương trình gây quỹ cho thương phế binh và yểm trợ nhân quyền hôm nay. Hân hạnh gặp cha Khải. Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Thế, xin kính chào chị Hà Vi, xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được mời đến đây để cùng với quý vị trong cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản ở đây để cùng nhau thảo luận về hiện tình nhân quyền ở Việt Nam, đồng thời gây quỹ để giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng tôi xin kính chào quý vị. Mình thấy là với tư cách là người Việt Nam, mình biết rằng dân chủ rất cần thiết cho con người, và dân chủ là cái yếu tố căn bản để cho dân tộc và đất nước được phát triển. Cho nên mỗi người chúng ta đều cần phải cổ vũ dân chủ. Và mình thấy mình có khát vọng dân chủ. Trong chế độ độc tài thì người dân càng có khát vọng dân chủ hơn, thì mình càng cần phải góp sức mình vào trong cái mức độ có thể được. Mình làm những việc nhỏ bé trong tầm tay cùng với những người khác để phổ biến những giá trị dân chủ, để cổ vũ cái phong trào đấu tranh cho dân chủ và để bảo vệ nhân quyền, để làm sao đó để cho người dân Việt Nam của mình có cái cơ may sống tốt hơn, các cái quyền lợi căn bản của họ được tôn trọng. Đó là quyền được sống, quyền có công ăn việc làm, quyền được mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do tôn giáo, vân vân và vân vân. Cho nên cái sự dấn thân của mỗi người chúng ta là rất quan trọng. Hôm nay tôi thấy ở đây cái nhà hàng rất lớn, và tôi nghe ban tổ chức nói là ban tổ chức chỉ giới hạn số người tham dự. Mặc dù vậy ở đây trong hội trường đã có tới 570 người. Một buổi họp là rất đông đấy nhá. Một buổi tụ họp rất đông, 570 người là rất đông. Cảm ơn cha. Tôi thưa với quý vị như vậy. Và tôi xin cầu chúc cho quý vị được bình an, mạnh khỏe. Và quý vị đang sống trong xứ sở tự do, quý vị đừng quên đồng bào mình đang bị mất tự do ở Việt Nam. Mà quý vị là công dân Việt Nam Cộng Hòa, một thời đã được sống tự do rồi. Và quý vị muốn cho tương lai Việt Nam được tự do thì xin quý vị dù ở bất cứ đâu trên đất nước Hoa Kỳ này cũng như trên thế giới, quý vị đừng có ngại, gọi là nhiệt thành cộng tác với những người chung quanh, làm những việc có thể được để cổ vũ cho phong trào đấu tranh cho dân chủ, để giúp đỡ những chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ và để tri ân các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn thiếu úy Nguyễn Thế và xin cảm ơn chị Hà Vi. Cảm ơn cha. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho giả. Cha có nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn cha rất là nhiều. Merry Christmas cha Khải. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng theo dõi chương trình của cha Khải với những cái diễn giải và chương trình ủng hộ cho thương phế binh của nhóm Hy vọng. Và chúng tôi sẽ còn cập nhật rất là nhiều những cái chương trình cho lần sau. Và chú Thế có lời gì trước khi kết thúc chương trình không? Dạ vâng. Kính chào quý khán thính giả AVA 57.7. Thật là hân hạnh hôm nay chúng tôi đến đây với MC Hà Vi và Luân Trường, người phóng viên Tài Ba, đã tham gia một cái chương trình thật là hoành tráng, thật là quy mô. Và buổi lễ hôm nay diễn ra thật thành công và thu nhận được nhiều kết quả khả quan. Tới giờ phút này là giờ phút tiệc đã sắp sửa tàn và chúng tôi sẽ chia tay. Và chúng tôi luôn luôn
ghi nhận những sự đóng góp và những sự quan tâm của quý khán giả của đài ABA 57.7 trong mùa lễ hội này. Chúng tôi xin chúc cho tất cả quý khán thính giả của đài ABA và tất cả quý vị một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Và chào ban giám đốc đài, chào chuyên viên kỹ thuật Lương Trường và Trần Sơn. Và